thật nhiều. Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu, bông vàng hai đứa con chỉ là quá. Hello, chào tất cả anh em. Thì hôm nay mình sẽ làm video test cái sản phẩm mạch lo kéo 300W. Đây là cái mạch lo kéo 300W như thế này. Thì cái phụ kiện đi kèm nó là gồm remote, dây kết nối nguồn, dây bình và dây loa. Đó, đây là bộ kèm nó. Thì bạn này là bạn Hoàng ở Đồng Nai, ở biên hòa Đồng Nai, bà có đặt mua sản phẩm của mình là cái mạch lo kéo 300W này. Bộ combo là gồm mạch lo kéo 300W, cặp micro không dây, một chép 350, đây một chép 350, rồi một họng chép nha, này mình lắp vào đây luôn, họng chép 350, đó, này, cái này thôi mình không lắp, mình để bụng qua đi, đó, họng chép 350 và một cuối cùng là một cái bát 30 sườn nhôm con 51, đây, dòng này xài 8 ohm nha, đó, bát 30 sườn con 51 sườn nhôm 8 ohm. Thì hôm nay mình sẽ test cái sản phẩm này cùng với bộ combo như thế này cho bạn luôn. Đó. Thì vừa cho các bạn xem thử cái mạch lo kéo 300W này nó hay cỡ nào, nó mạnh cỡ nào, và sẵn dịp cho bạn Hoàng cũng xem cái sản phẩm là trước khi giao cho bạn là mình cũng đã test ok. Rồi ok, thì bây giờ là mình sẽ tiến hành đấu nối. Thì ở đây thì cái chép 350 này nó có những cái cổng số kết chúng ta nhắn vào thôi, chúng ta không nhất thiết chúng ta phải hàng dây cho nó phức tạp. Đó, thì cái bát 30 này cũng vậy. Rồi bây giờ mình tạm thời bỏ một bên. Đó, mình tạm thời bỏ một bên, mình sẽ kết nối mic không dây trước cho bạn ha. Để kết nối mic không dây thì ở đây cái mặt này nó có sẵn chừa cái phần sợi dây thế này. Đó, thì cái mình sao nói cái mạch 300W thì ở đây có thùng nguồn tăng phô xuyến, ở đây thì 39V đối xứng nha. Đó, 39V đối xứng và 19V. Và ở đây thì cái cụm ở đây thì các bạn cũng biết rồi, mình cũng không có nói tới nó lui mất thời gian. Bây giờ điều đầu tiên là mình sẽ gắn micro vào cho bạn. Mình sẽ câu dây cho bạn đàng hoàng. Thì chúng ta chỉ cần về là chúng ta đấu nối vào loa thôi, chúng ta có thùng rồi tương đâu đó một thùng. Đây mình sẽ câu hai sợi dây nữa đây. À, mình đã gắn sẵn cái bộ micro cho bạn luôn. Và tiếp theo là dây loa. Thì ở đây thì có hai sợi dây, một dây là cọc dây bình và dây loa. Đây là dây bình. Đó, đây là dây bình nó quy nha. Thì ở trên cái phần bo này nó có sẵn cái socket như thế này, chúng ta đấu bình vào thôi. Đó, chúng ta đổ bình vào đây, cực dương màu đỏ của bình và một dây đen là cực âm của bình. Đó, thì bây giờ bạn chỉ về chỉ cần sợi dây này, các bạn chỉ cần rút vào gắn ra thôi nha. Đó, đưa vào rút ra thôi, nếu có cái chốt ở đây mình không có gắn cho nó không có rùm ra. Tiếp theo là dây loa, thì ở cái phần này đã có một sợi dây loa gắn ở đây. Đó, chúng ta gắn vào đây này. Đó, gắn vào rồi. Vậy là chúng ta đã kết nối xong, chúng ta kết nối nguồn 220 bình sử dụng thôi nha. Sau đây là mình sẽ xin phép để các bạn mình test cái sản phẩm này luôn. Sau đây là mình sẽ kết nối với chép trước. Thì để kết nối thì mình sẽ gắn con tụ cản chép 220 vào đây cho chép 350. Sau đó mình sẽ hàn dây, mình nối sẵn cho bạn luôn nha. Cái này thì rất là đơn giản, bạn chỉ về bạn gắn dây thôi. Mình hàn sẵn cho bạn luôn. Bạn về bạn gắn cho nó tiện nha. Rồi mình sẽ hàn cái sợi dây chép vào đây. Thì ở đây nó có hai cục dây thế này, cái màu đen đó, màu đen các bạn gắn vào đây. Màu đen là tương đương với lại dây âm đó các bạn. Đó, chúng ta gắn vào đây. Đó. Còn dây dương chúng ta gắn vào đây nha. Mình sẽ hàn cho bạn chỉ cần gắn con tụ vào thôi. Mình sẽ hàn cái cục dây này lại dính vô con tụ, chúng ta chỉ là gắn là xong. Các bạn có phân tầng thì bạn có thể gắn phân tầng vào, còn nếu chúng ta không có thì chúng ta chỉ cần tụ cản thôi nha. Rồi ok, vậy là mình đã hàn xong cái con chép như thế này. Tiếp theo hai sợi dây còn lại thì trên cọc loa này, các bạn lấy hình trên cọc loa này số hai sợi dây đỏ đen này, đây là dây cọc ra loa nha. Đây
màu đỏ chúng ta câu vào màu đỏ, màu đen chúng ta câu vào màu đen. Đó, sau đó chúng ta sẽ gắn vào vào chiếc loa bass 30 con 51 như thế này. Thì mình thông báo với các bạn là cái mạch này 300W nhưng quýnh vào cái loa bass 30 này rất là căng luôn, căng đét luôn mọi người. Đó. Chúng ta công suất này chúng ta có thể chơi là quá đỉnh luôn, rất là lớn luôn. Đây, như vậy là chúng ta sẽ câu câu như thế này nha. Mình sẽ cho mọi người quay rõ ràng hơn. Đây này, chép rồi chúng ta có câu qua tụ cản rồi nha. Ở đây thì hai sợi dây này chúng câu qua loa. Rồi bây giờ mình sẽ lật loa lại này. Đó, mọi người cùng xem. Sau đó chúng ta lật mặt lại luôn ha. Đó. Đó, mình sẽ để xa xa ra test cho mọi người cùng nghe. Để mình sẽ gắn nguồn vào đây, kết nối nha. Đó, đã báo tín hiệu nha. Bây giờ mình sẽ kết nối Bluetooth, test cho bạn nghe này. Đây là test bắt trần nha, rất là hay luôn. Bây giờ mình sẽ thử mic nha. Mình sẽ cho pin vào ha. Tăng reverb lên 12 giờ, delay và echo 12 giờ hết nha. Từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước thật nhiều. Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu. Alo alo 1 1 2 2 3 4 4 6. Alo alo 1 1 2 2. Mình đang test bắt chằng nha. Các bạn nghe là tiếng rất là rõ, rất là hay nha. Alo alo 1 1 2 6. 1 2 3 4 5 6. Sau đây là mình sẽ giảm echo, tăng reverb một tiếng được. Alo alo 1 2 3 4 5. Ok, vậy là rất là hay, tiếng bass rất là chắc, rất là uy lực nha. Các bạn đã từng xài ra cái mạch 300W này các bạn biết. Thì đây là cái bộ test combo cho bạn Hoàng ở Đồng Nai. Thì bộ combo gồm bass 30, chép 350, mic, bộ phụ kiện đi kèm và họng chép như thế này. Đây là video clip test thực tế cho bạn. Các bạn nào có nhu cầu muốn mua sản phẩm thì liên hệ vào cho mình ở phần số điện thoại ở dưới phần mô tả. Hoặc là các bạn cần tư vấn sắm những thiết bị nào, hay là cần test sản phẩm nào, hoặc là như thế nào đó, các bạn cứ bình luận bên dưới cho mình ha. Sau đây là mình sẽ kết thúc cái video và để bàn giao, đóng gói bàn giao cho bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn nhớ đăng ký kênh cho mình một like nếu hay nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.